Tiên nữ. Dạ. Điểm danh coi thành phần mời họp đã đủ chưa? Dạ tuân lệnh thượng đế. Tiên nữ xin phép được điểm danh. Nam Tào. Ngồi đây từ sáng tới giờ nè, tôi vô sớm nhất á. Good. Thiên Lôi. Dạ con. Good. Bắt đầu. Hẳn cả. Dạ Tâu Ngọc Hoàng, tiên nữ đã gửi giấy triệu tập cả tuần rồi đó mà tới bây giờ chưa thấy mặt Bắt Đẩu. Tại sao vậy? Dạ ai đông ngơ. Đẩu đi đâu? Ai đông ngơ? Dạ bẩm Ngọc Đế. Ngọc Đế đã ra lệnh tất cả các cuộc họp của thiên đình là không được vắng mặt. Dạ. Mà nhất là hôm nay là họp cuối năm nữa. Vậy đó mà cha Bắt Đẩu đi trễ nè, thiệt là phạm thượng ghê mà. Dạ. Dạ. Muôn tâu xin cho thần đi bắt kẻ bất tuân thượng lệnh về trị tội. Thôi, ngồi xuống đi. Tôi khuyên các ông nè, không nên đào to búa lớn, không nên vội vàng quy tội cho người ta. Đi họp mà trễ, mà trị tội, lấy người đâu họp. Dạ. Chư Khanh. Dạ, thì thần quen miệng nói cho qua chứ có trị tội ai đâu. Chư Khanh. Dạ. Cái tâm đã tốt thì cái miệng cũng đừng nói ác. Tiên nữ. Dạ. Điện thoại có gì sao đi trễ? Tiên nữ điện thoại mấy lần rồi mà cúp máy. Chắc là hết pin. Dạ ai đông nô. Điện thoại của ai đó? Mẹ kêu dữ vậy? Của ông hả? Của ông đó. Điện thoại của ai nói đi? Tôi đâu. Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng. Ủa cô Trẩm hả? Xin lỗi. Alo Trẩm nè, nghe đây. Cái gì? Dự hội nghị tổng kết liên quan cuối năm mà. Thôi không có được đâu, Trẩm đang họp. Họp cho hội các táo về chầu trời á mà. Mà Trẩm cũng nói với các khanh là từ nay về sau á, dẹp bớt ba cái vụ tiệc tùng hao tiền tốn của đi nghe. Đó là lệnh của Trẩm đó. Thôi nghe. Rồi tiếp tục cuộc họp đi. Dạ. Chư Khanh. Dạ. Bắt đầu cuộc họp. Bắt đầu. Dạ. Sao đi trễ vậy? Dạ muôn tâu Ngọc Đế, dạ thần đi sớm lắm nhưng mà bị kẹt xe. Điện thoại của ai nữa đó? Ai vậy? Họp hàng mà điện thoại nó reo cũng biết. Ông. Ông à. Dạ dành của thần. Nghe đi. Dạ. Ngắn gọn. Dạ alo ai vậy? Trời ơi gọi gì qua vậy? Bà hả? Tôi nói rồi, thiệp chúc Tết á thì nhận nghe chưa, còn tất cả những cái quà cáp gì mà trên mức tình cảm á là không được quyền nhận, biết chưa? Lâu nay á tôi noi gương Ngọc Đế, ráng làm một vị quan thanh liêm. Cái gì? Xe lít xịt đời mới, trời ơi, trên 1 tỷ vậy mà bà cho là lẻ tẻ đó hả? Không có được nhận nghe chưa? Bà mà nhận hả tôi ly dị bà đó. Ai vậy? Dạ ai mà dám tặng cả một chiếc xe cả 1 tỷ bạc vậy? Dạ một tên tổng giám đốc của cấp quận. Dạ. Tổng giám đốc à? Dạ. Ghi vào sổ đen. Dạ. Kiểm kê tài sản. Dạ. Thu nhập công quỹ. Nữa. Điện thoại của ai nữa đó? Lâu dạ, em lâu dạ, em dạ, dạ 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 của thần. Rồi nghe đi, nhanh gọn. Alo, đang họp, lát nữa kêu. Tắt. Bội quá. Họp như vậy là rồi. Tốt. Dạ. Rồi Chư Khanh. Dạ. Bắt đầu họp. Của ai nữa? Của ai? Bắt đầu. Bắt đầu. Dạ. Của ông kìa. Vậy đó lôi quạt rùi hoài. Của ông kìa. Của tôi về. Điện thoại. Điện thoại hả? Điện thoại không chịu nghe. Rồi quạt rùi. Điếc quá trời. Điếc quá trời. Dạ muôn tâu Ngọc Đế, cái này nó nghe nhỏ xíu à, thành không muốn nghe chút nào hết trơn hết rồi. Nghe không được thì xài chi? Dạ tại vì tiêu chuẩn Ngọc Đế các cấp phát là thần phải xài chứ thần không khoái mấy vụ này. Thôi nghe. Dạ. Đi alo đó. Rồi nói lần lên chút xíu đi. Ly nhí làm sao nghe lớn lên. Thôi bắt đầu. Dạ. Đưa cho tiên nữ nghe giùm cho. Dạ dạ. Biết đâu ở nhà vợ đẻ con đau sao. Đây. Hello. Yeah. Mấy cô Bắt Đẩu đó, ta nghe giùm bởi vì Bắt Đẩu nghe không được rõ. Ta là ai hả? Đó tử coi. Trời ơi.
Tiên nữ. Dạ. Mềm mỏng. Dạ sorry. Trời ơi, ngài nói cái gì vậy? Ngài bắt đầu già cứu đế rồi, đám tuổi cha tuổi chú của ta biết chưa? Dẫn ngược hai lỗ tai lên nghe ta nói nè. Ta thư ký riêng của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ừ, ăn bậy thì được chứ nói bậy là coi chừng á. Được rồi, ta bỏ qua cho. Nhắn gì nói đi. Ừ. Ừ. Ok. Ok. Nhiệt chuyển quá. Gì ai vậy? Dạ thổ địa ở dưới trần á, nhắn ông á đợp hồ sơ xin mua đất. Ngầm thấy thổ địa này kỳ không? Dạ. Một năm nay hồ sơ là tôi nộp quá trời quá đất cũng vậy, cả tắt rồi mà tự nhiên bữa nay kêu nộp hồ sơ nộp cái gì nữa? Dạ. Thiếu một tờ báo cáo công trạng để được miễn giảm thuế. Báo cáo công trạng đó, không thấy thằng này mới là kỳ. Dạ. Thổ địa nó là đệ tử tôi. Hồi đó giờ tôi lo cho nó biết bao nhiêu, trời tôi chỉ đường đưa lối cho nó đủ thứ. Trời không biết ai đệ tử là nó nói. Trương Sinh. Dạ. Đừng gây gỗ nữa. Đây là cuộc họp, không phải là chuyện mua bán đất. Yeah. Các khanh dẹp chuyện mua bán đất qua một bên. Còn cái chuyện mà thủ tục hành chánh á, thì nói ra thì vô cùng bất tận. Thôi bây giờ gì? Trẫm đề nghị với các khanh ý kiến các khanh như thế nào? Bây giờ ở dưới Trần gian á, cái thói hư tật xấu á, là dùng điện thoại di động không đúng nơi đúng chỗ. Yeah. Chạy xe cũng nói di động. Yeah. Ở đâu cũng có thể nói di động được. Yeah. Trong cuộc họp cũng có thể nói di động được. Yeah. Vì vậy ở dưới Trần gian bây giờ các cuộc họp người ta đã bỏ nói điện thoại di động rồi. Yeah. Bây giờ chúng ta noi gương theo Trần gian là trẫm và các khanh cùng tắt máy điện thoại di động. Yeah. Để cho cuộc họp được liên tục. Các khanh có đồng ý không? Dạ đồng ý. Đồng ý tốt. Dạ, của ai đó? Đồng ý cái đèn nữa. Của ai? Của ai? Cái gì của tôi đâu có đèn đâu, của tôi đèn nào? Không, không, không. Không. Cái này đèn nè. À, của trẫm, của trẫm. Riêng cũng tắt. Rồi. Chư khanh. Dạ. Bắt đầu cuộc họp. Dạ. Chư khanh. Dạ. Của ai nữa? Dạ kỳ này của tôi nè đó. Của tôi thì tôi tắt hay gì đó. Rồi của ai đó nữa? Dạ không. Dạ dạ của Thành cũng tắt. Trời ơi tốt. Của mẹ ai đó? Y Nhi cứ kêu hoài. Dạ. Hả? Nói gì tắt trong điện thoại tắt rồi. Ngủ à? Dạ tiên nữ không có điện thoại chị. Dạ không có gì hết. Ờ như vậy là tốt. Dạ. Xài điện thoại di động nhiều hư màng não á. Dạ đúng rồi. Thôi được rồi. Chư khanh. Dạ. Bây giờ từng người báo cáo cho chậm biết cụ thể là các khanh đã chuẩn bị cái hội đón táo quân về trời như thế nào rồi. Nói nhanh gọn. Dạ bẩm Ngọc Đế. Thần đã chuẩn bị cái ngày đón táo quân về trời lâu lắm rồi. Dạ gần nửa năm nay rồi. Mà không triển khai được. Là cái người mà gây áp tắt cái chuyện này á là ông bắt đầu. Tại sao vậy đậu? Sao vậy? Yeah. Sao vậy? Đâu nói. Nói. Tại sao ông bán cái tầm bảy tầm bảy? Bán cái gì? Ông với ai? Ông thì tôi nói ông chứ không lẽ tôi nói tôi. Ông lo. Chư khanh. Dạ. Dạ, rồi đừng có gây lộn vô nữa. Dạ. Nói. Dạ, muôn tâu Ngọc Đế. Dạ thần lo cái chuyện sổ sách tiền bạc của thiên đình. Hôm nay thần xin phép được báo cáo. Dạ. Nhưng mà trước khi báo cáo là Ngọc Đế cho phép thần lấy cái hình ảnh để mà diễn đạt cho nó dễ hiểu. Có nghĩa là cái minh họa. Dạ, minh họa cho dễ hiểu. Rồi. Dạ, chứ dùng chứng từ thu chi này kia là cả năm nay mà đem ra thần thấy cân cũng phải được 3.9 vạn ký. Dạ. Rồi, dạ, thần nói xin được phép thí dụ cái phần mà thu vô á là cũng như hai cái lỗ mũi. Ừ. Dạ, còn cái phần chi ra thì cũng như cái miệng. Ừ. Mà cộng hai cái lỗ mũi lại á thì nó cũng còn nhỏ hơn cái miệng. Dạ, mà cái lỗ mũi á thì chỉ hít thở không khí, còn cái miệng là nó ăn thiệt tình. Cho nên thần nói thí dụ vậy để chứng minh á là cái phần mình thu vô á thì lý thuyết trên giấy tờ vậy thôi, còn cái chuyện mà chi ra là thôi, tiền vàng của tuôn ra vô số kể không bao giờ lấy lại được. Bò trong quá vậy. Nói vòng vòng do tan quá là mệt quá. Ông cái việc nói thẳng là tại sao không chi tiền cho tôi đi. Vậy thôi. Làm gì lấy lỗ mũi ra chứ. Nói tôi. Được không? Dạ. Đừng gây nhau nữa. Dạ tự ái dạ. Bắt đầu. Dạ. Mai mốt khanh báo cáo thì ngắn gọn. Đừng có minh họa cái kiểu đó đụng chạm tới Nam Tào. Dạ. Rồi.
Khanh hãy nói cụ thể cho Trâm biết. Thầy báo cáo tiếp một cái đơn giản như ông mà đề nghị tôi đó là không có gì hết. Hết tiền. Hết tiền? Dạ. Trời đất ơi, chi những gì mà hết tiền? Dạ, báo cáo Ngọc Đế cái phần chi thằng có làm báo cáo cụ thể đâu. Chẳng có thấy đâu. Đưa tiên nữ. Dạ có. Mà tại vì tiên nữ thấy Ngọc Hoàng bận bịu quá cho nên không có dám trình. Thôi được rồi, kể về khoảng trong nghe coi. Dạ để tiên nữ đọc. Dạ theo báo cáo của Bắt Đầu thì nội các khoản tiền đón tiếp khách nè, tiền xuất ngoại nè, tiền xe hơi đời mới nè, tiền điện thoại di động nè, tiền bao thư hội họp nè. Ôi trời ơi, sao nhiều khoản tiền quá à. Dạ Ngọc Hoàng ơi, tất cả những cái khoản đó chi gần hết nửa ngân sách. Trời đất ơi, có bao nhiêu đó thôi mà chi nửa ngân sách à? Dạ. Còn nửa ngân sách nữa đâu? I don't know. Tại sao không biết? Dạ báo cáo. Dạ nửa ngân sách nữa thằng đem cho dai. Trời đất ơi. Cho ai dai? Dạ thằng Củi. Trời đất ơi. Thằng Củi nó có gì mà Khanh cho nó dai? Dạ có chứ. Dạ nó đem nửa mặt trăng nó thế chấp cho thằng, nhà thằng mới dám cho nó dai. Vậy vậy, nửa mặt trăng hả? Dạ, bẩm Ngọc Đế, theo thần biết là nửa mặt trăng đó đó còn đang ở cái diện tranh chấp với Hằng Nga. Không, chưa có giấy chủ quyền. Ha, gan ghê ha, dám cho dai. Trời ơi. Ông em giùm cái. Ôi em gì? Già rồi mà ông giống. Già gì? Tôi với ông ai già hơn ai? Rồi bạch cắt rồi nói người ta già hơn. Dương Sanh. Dạ. Bắt đầu nói đi. Dạ muôn tâu Ngọc Đế. Dạ giấy tờ có công chứng bảo lãnh đàng hoàng thì thằng mới cho dai chứ. Ai dám ký giấy bảo lãnh? Dạ hổn thế Mai Dương. Trời đất ơi. Ôi. Một cái thằng mưu ma trước quỷ. Dạ quá mưu. Ký bảo lãnh cho có một cái thằng mà nói dối như Củi mà Khanh dám cho dai à? Dạ. Hết sức nói. Thôi được rồi, điện thoại triệu tập ngay thằng Củi về đây chào. Dạ. Dạ. Muốn tấu làm giật mình. Thằng Củi vô mưa nặng, cho phép thằng triệu tập ắt thắng phải về. Việc tâu dân. Số điện thoại dạ. Của thằng Củi để coi. 0909000000. Số của dễ nhớ. Alo Củi đây không? Ủa sao tiếng gái kìa, không lẽ lộn số cái gì? Củi hả? Ê Củi, mày biết mày đang nói chuyện với ai không? Mày giả bộ tiếng con gái mày cái gì? Mày đang ở đâu hả? Mày đang nhậu với Thượng Đế à? Bố láo. Thượng Đế đang ngồi đây, tao là Thiên Lôi. Thượng Đế ra lệnh khẩn cấp, ngươi về chầu ngay. Cái gì? 30 giây mày có mặt hả? Trời. Sao nữa? Xin lỗi mày à, dù mày có tài cỡ như Tôn Ngộ Không đi thì từ mặt trăng mà mày về tới đây á, có nhanh nhất cũng là 10 phút. Thôi đừng có xạo nó nội, về đi. Thôi. Trời ơi. Dạ. Xạo có căng. Xong. Luôn á trời. Ủi mà. Dạ. Triệu nó bữa nay 3 ngày sau chưa chắc nó tới ở đó 30 giây. Cái gì? Phụ nữ. Dạ. Ra coi ai đập cửa. Gõ cửa nghe bực bội dễ sợ luôn nha. Vợ tôi mà gõ cửa kiểu đó tôi ly dị liền á. Thôi đồng ơi. Mất nết già, mất nết. Cái gì? Ai vậy? Dạ muốn tao Ngọc Đế, thằng Củi nó đòi vào đó. Được, mời vào. Mời vào. Mẹ. Dạ. Thân là Văn Củi, xin ra mắt Ngọc Hoàng Thượng Đế. Dạ. Củi đây hả? Dạ. Sao vô hùm giống cò đất vậy? Cắm miệng lại. Dạ. Ngồi đi. Đi. Khanh đi bằng gì mà nhanh vậy? Dạ bay. Thôi mày ơi, nói thật đi, từ đâu mày tới? Ngoài đây nè cha. Trời đất ơi. Nghe kêu vô liền đó. Hèn chi. Củi. Dạ. Nghe trộm hỏi. Dạ. Sao lúc nãy Khanh dám nói là Khanh đang ngồi nhậu với Thượng Đế? Dạ đúng. Sao? Thân không phải một Thượng Đế mà là 3 Thượng Đế. Cái gì? Dạ Thượng Đế đây có nghĩa là khách hàng là Thượng Đế chứ không phải là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Khách hàng là Thượng Đế đó hả? Nhiều Thượng Đế quá thành ra lộn xộn. Dạ. Củi. Dạ. Nghe trọng hỏi. Dạ.
Tại sao Khanh biết Trẫm triệu tập và ngồi chờ ngoài cửa? Dạ, đó là sự nhạy bén của người biết làm ăn kinh tế thị trường. Chữ Khanh. Dạ. Củi à? Trời ơi, kêu củi, kêu đạn củi đi, kêu chữ Khanh chứ chứ không hợp gì trời. Mà muốn bị chém đầu hả? Củi. Dạ. Nam Tào vừa cho Trẫm biết Khanh mang nửa mặt trăng đi thế chấp. Nhưng nghe Trẫm hỏi, nửa mặt trăng đó Khanh đã có giấy chủ quyền chưa? Có sổ đỏ chưa? Ông nói phải không? Trả lời. Tôi nói cho này. À dạ thưa Ngọc Hoàng. Nói. Và các vị chư Khanh. Như Ngọc Hoàng cũng biết đó, mặt trăng nó tròn do nè. Nó có hai phần. Phần trắng là do chị Hằng Nga quản lý. Còn phần tối là do thần đã quản lý 19 triệu năm nay rồi. Bằng chứng là thần đã trồng nguyên một cây đa để làm mốc rồi. Đó. Từ đất quan sơ nó điêu tàn đi mà thần đã khai phá trồng nó màu mỡ lên. 19 triệu năm nay thần đã quản lý. Như vậy không của thần nữa là của ai? Không, do đó là thủ tục giấy tờ chỉ là hình thức thôi. Dạ. Với số tiền khổng lồ mà bắt đầu cho Khanh vay, Khanh dùng để làm gì? Dạ trời ơi, bệ hạ biết không, với số tiền đó thần đi mua là 9 tỷ hectare đất ở sau Kim nè, 14 tỷ hectare đất ở sau Quả nè, và 25 tỷ hectare đất ở sau Hôm. Đất có đó rẻ, trời ơi mua đó đi, đất rẻ lắm. Mua mua. Còn không, bán từng miếng đi. Không có nhiều quá, mua gì nữa. Mua thêm, trời ơi. Ý, còn không bán cho tôi hay không? Tào. Khanh đã có miếng đất ở bờ sông Ngân rồi, Khanh mua đất làm gì nữa? Dạ. Chứ Khanh. Dạ. Củi à. Dạ. Khanh có biết Khanh làm như vậy là đầu cơ tích trữ đất không? Dạ thần đâu có đầu cơ tích trữ đất. Thần là nâng giá trị đất lên. Đất nó từ hoang tàn nó đơn sơ đó, thần mới làm cho nó màu mỡ lên, cho đất nó có lên giá lên. Như vậy hạ cũng biết đó, hiện nay là tình hình là tăng dân số nó bùng nổ rồi. Vài năm nữa đây dân ở dưới trái đất là không có chỗ mà sống nữa. Thậm chí là chết không có chỗ chôn. Do đó là loài người đó ham chết là phải đem đi thiêu. Thiêu rồi cái hồn nó bay lên, nó phẫn phất lên ở sau Kim, sau Quả, sau Hôm. Lúc đó đất chỗ đó trời nó lên giá từng tỷ mà lên trăm bốn mấy tỷ luôn á. Trời ơi dữ lắm luôn. Lãng dữ. Lạc bài. Ông sao vô duyên quá. Em bị đơ. Trẫm phải công nhận. Trẫm phải công nhận là thằng Củi ngồi gốc cây đa mà có tầm nhìn quá xa. Có mình ông cười của chúng chứ Khanh. Dạ. Nhưng còn nhìn gần thì quỷ của ta hết tiền. Hết sức nói các Khanh. Hoàng hậu gia lâm. Kỳ vậy kìa. Nói ở nhà mà đến đây làm cái gì không biết nữa. Mà sao Trẫm đứng lên làm gì? Dạ. Hoàng hậu dạ tế. Miễn lễ các Khanh hay bình thân. Trời ơi. Trời đây, gì đó hậu. Bệ hạ ở đây mà thiếp gọi điện bao nhiêu lần tổng đài cứ trả lời là ngoài dùng phủ sóng không à. Trẫm tắt máy mà. Tắt máy làm hậu không biết. Gọi cho mấy ông không có máy nào bắt hết trơn. Dạ chú thần cũng tắt máy. Hậu ơi, hậu thông cảm. Bởi vì hộp mà chỗ này ren chỗ kia ren nó nhức đầu, hộp không có được. Ờ đúng rồi, bệ hạ nói vậy là đúng rồi. Ủa? Rồi bây giờ đến đây rồi cứ đứng rồi đi qua đi lại vậy, không có chỗ nào ngồi à? Thôi hậu ngồi đây. Thôi, tại sao lại ngồi chỗ của bệ hạ? Chỗ của bệ hạ thì bệ hạ ngồi chứ. Dạ đúng rồi. Ê thôi ông Nam Tào, bước lên giường ghế cho hoàng hậu ngồi. Sao ông giường ghế tôi? Trời ơi, đừng có cãi nhau nữa. Cứ để cho ông Nam Tào ngồi trông đỡ mỏi chân tôi cũng chưa? Được. Dạ thôi. Dạ hoàng hậu cứ ngồi đi. Ông Nam Tào. Dạ. Chỗ của ông cứ ngồi, ông ngồi từ xưa tới nay cái chỗ này mà. Dạ. Lớn tuổi rồi đừng có đứng như vậy không có tốt. Nghe ta hỏi nè, cái này là gì mà sao có chỗ ngồi riêng vậy? Dạ ai? Dạ người Ngọc Hoàng. Màu tím. Tím hả? À? Dạ tím là của... Dạ không dám nói. Tiên nữ của thư ký mà. Thư ký. Dạ. Nhường cho hoàng hậu ngồi. Tôi hỏi các ngài nè, nhiệm vụ của thư ký là làm cái gì? Ghi chép giùm cho Ngọc Hoàng trong những cái buổi họp hành đúng không?
Nhưng mà khi có việc thì phải biết điều chứ. Phụ nữ người ta nói như thế nào? Ăn trong nồi ngồi trong hướng. Hoàng hậu. Chị không có nói em à, thôi hậu ngồi đi hậu. Thì sao, có chuyện gì? Có chuyện gì mà hậu đến đây? Thì có chuyện quan trọng thế mới đến để tìm bệ hạ chứ. Bệ hạ nghĩ coi, máy của bệ hạ tắt. Ở dưới trần họ điện thoại lên không được, họ điện qua máy của thiếp. Mà trời ơi, thiếp nghe bao nhiêu là cú máy thiếp chịu không có nổi. Bây giờ báo chí người ta đã khuyến cáo rồi, dùng điện thoại cầm tay nhiều quá là bị viêm não. Thiếp mới nói thế này. Thôi các ngài ơi, có chuyện gì thì cứ phát về cho hoàng thượng đi. Thế là chỉ có 1-2 phút đồng hồ thôi. Trời ơi, bao nhiêu là bao nhiêu mà toàn là khẩn cấp không đây nè. Vậy là có chuyện quan trọng rồi. Rất quan trọng. Thôi được rồi, tiên nữ. Dạ. Đọc cho trọng nghe. Dạ. Ủa sao vậy? Bộ giọng của thiếp khó nghe lắm hay sao mà phải có tiên nữ đọc vậy? Thì trẫm sợ hậu mệt đó mà. Mới hồi sáng là hậu nói hậu bị viêm họng, kiên kỵ mỡ nữa. Kiên mỡ chứ đâu có kiên nói chuyện với chồng đâu. Thôi bây giờ hậu đọc cho trẫm nghe nghe. Ta đọc. Nhiệm vụ của thư ký là làm gì vậy? Ghi chép đó mà. Ghi chép để sao sổ sách để đây vậy? Tiên nữ. Khoan, thư ký này đào tạo chính quy hay là dự bị vậy? Tại sao không biết lễ nghi là như thế nào? Không biết qua đây lấy mà lại chồm lên người ta như thế không có được. Thôi thương chị cho gọn. Rồi nhanh. Hậu, đọc đi Hậu. Đó, cây viết mà để như thế kia thì ghi cái gì? Chị nói là chị nói vai trò của người thư ký, chị không có nói em. Thôi thôi, được rồi. Hậu đọc đi Hậu. Ta đọc. Phát số 1, thần táo quân khu nhà lá xin báo cáo. Khu nhà lá vừa xảy ra hỏa hoạn, gạch đích cho hỏa hoạn. Dạ. Điều tra nghi ngờ lửa phát sinh từ bếp của thần, nên thần đang bị quản chế để điều tra, không được bước ra khỏi nhà. Gạch đích chữ không được bước ra khỏi nhà. Dạ. Nên không thể về dự hội táo được, kính trình Ngọc Hoàng Thượng Đế soi xét. À, lý do chính đáng. Dạ. Hậu đọc tiếp đi. Phát số 2, thần táo quân khu nhà giàu báo cáo. Giám đốc công ty vay nợ nhiều, không có khả năng chi trả. Nhà bị niêm phong, bếp cũng niêm phong. Gạch đích chữ bếp cũng niêm phong. Dạ. Thần không ra khỏi nhà được. Táo bị liên quan, không chừng là tòng phạm. Dạ. Đọc tiếp đi Hậu. Phát số 3, thần táo quân khu vực nhà hàng quốc doanh báo cáo. Thần nhận tiêu chuẩn đi mua cá chép làm phương tiện cởi về chầu trời. Ra đến chợ bị cướp bóc tiền, hết tiêu chuẩn công tác, thần bị giữ lại làm bản kiểm điểm. Thiếu trách nhiệm. Dạ. Phát số 4, thần táo quân khu vực nhà mới xây tự phát. Ủa bệ hạ, mới xây tự phát là như thế nào thiếp không hiểu. Tự phát có nghĩa là xây cất không có giấy phép đó hậu à. Ôi trời ơi, vậy là mấy ông này còn qua mặt cả ông trời nữa. Thủ tục hợp thức hóa nhà 2 năm nay chưa xong, bếp cũng chưa được công nhận. Chờ cải cách một cửa. Nhiều khê phiền hà. Thôi được rồi, hậu khỏi đọc được. Dạ. Bao nhiêu đó trẫm cũng biết rồi. Trẫm biết rằng tất cả các táo dưới trần gian đều có lý do chính đáng là không về chầu trời được. Dạ muốn tao bệ hạ về đỡ, bởi vì mình cũng hết tiêu chuẩn để đón tiếp rồi. Thế trời trời, nhưng mà không đón tiếp thì không có được à. Vậy. Trời ơi, không đón tiếp các táo là không được đâu à. Rồi như vậy là có vấn đề á. Vấn đề không phải ở đây mà là ở dưới trần gian. Dạ. Chứ Khanh. Dạ. Để giảm mọi thủ tục phiền hà cho các táo về chầu trời, đồng thời bỏ bớt những hủ tục xưng cũ khi hội các táo ở thiên đình, và điều quan trọng là ta phải gỡ rối cho các táo ở dưới trần gian, nên trẫm quyết định trẫm xuống trần gian thị sát. Dạ muôn tâu. Chứ Khanh. Dạ. Lần này đi theo trẫm chỉ cần vài người thôi. Dạ vậy đỡ tốn kém à. Dạ nếu mà lần này đi xuống thị sát trần gian đó mà thần được tháp tùng cùng bệ hạ thì bảo đảm nguyên toàn bộ chi phí chuyến đi của đoàn thần lo hết từ A tới Z. Dạ theo thần thấy á là đi lần này á nên cho mấy cái thần nào mà chưa bao giờ được hạ giới á đó, giống như là thần vậy đó. Chứ Khanh. Dạ. Đi thị sát là một việc làm cụ thể. Dạ. Làm trách nhiệm
chứ không phải là đi chơi, đi du lịch, mà phải có tiêu chuẩn cho những người chưa được đi. Trẫm quyết định cho cụi cùng đi. Dạ ba bà Ngọc Đế. Dạ thần xin được tháp tùng. Dạ thần cũng xin được tháp tùng. Dạ cho thần được ăn theo. Gì vậy trời? Chữ khan. Dạ. Hậu nói đi Hậu. Ta không hiểu một vấn đề như thế này. Là hồi nãy ta nghe cụi nói là sẽ bao chi phí từ A đến Z. A thì ta hiểu rồi, nhưng Z là cái gì vậy cụi? Dạ Z nghe có nghĩa là lo hết chu đáo, không thiếu một cái gì. Muốn cái gì là có cái đó. Có nghĩa là ngay cả cái chuyện tươi mát đang thịnh hành ở dưới trần chứ gì. Dạ nếu thích thì chiều. Không bỏ qua Thượng Đế luôn à? Dạ nếu mà có nhu cầu. À thôi được rồi. Cái việc này để cho Ái Khanh yên tâm. Trẫm quyết định là Ái Khanh không cho cụi đi cùng. Dạ. Rồi trẫm quyết định là Ái Khanh cùng đi với trẫm. Thế thì cái quyết định này cũng được, nhưng mà là hơi gượng ép. Vẫn còn kịp lúc Hậu à. Hậu đi á, trẫm có cái lợi là đúng là rồi. Đâu có ai săn sóc cho chồng bằng vợ, đâu có ai cố vấn tốt cho chồng như vợ đâu. Đúng rồi, cũng không có ai gọi điện thoại di động cho chồng nhiều bằng vợ. Có Hậu đi á, là trẫm đỡ tốn tiền điện thoại nhiều lắm đó. Điện thoại của ai đó? Trẫm ra đó lĩnh tắc rồi kia mà. Của Hậu, trường hợp ngoại lệ. Alo, ta đây. Hả? Đương nhiên rồi, chờ chút, điện thoại của vợ mấy ông á. Phải đi thôi. Được rồi, nhưng mà cái chuyện này để ta trình với Thượng Đế sao? Cho nói chuyện bà Tàu chút đi. Bà Tàu hả? Coi giùm tôi coi cái màu với Trần Giang giờ cái màu nào là fashion. Fashion là mốt đó, đi học thêm sinh ngữ đi nghe. Gì, xanh đọc chuối hả? Kiếm cho ta một bộ nghe chưa? Thôi bye. Vợ của mấy ông á, đòi xin theo cùng á. Vậy đâu có được, trời ai cũng đòi đi theo á, đâu có được phải không? Dạ chỉ có một mình hoàng hậu là được ưu tiên thôi. Nguyên tắc không cho đi là đúng rồi. Nhưng để diện cả đôi đường, trẫm quyết định Nam Tào bắt đầu Thiên Lôi khỏi phải đi theo trẫm công tác lần này. Trẫm đã quyết định rồi. Tuân lệnh. Như vậy chuyến đi này chỉ có trẫm, Ái Khanh và cụi và Muôn Tâu. Hậu ơi, Hậu có cần cho tiên nữ theo phục vụ cho Hậu không? Sao hoàng thượng lại hỏi thiếp như vậy? Thiếp đâu có cần cái gì đâu. Vấn đề là phải lo cho hoàng thượng thôi. Nhưng mà thiếp nghĩ rằng nếu đã đi xuống dưới có thiếp rồi thì hoàng thượng cần cái gì mà thiếp không lo được. Đâu có cần thiết phải có ai theo Hậu. Dạ hoàng hậu. Chị em có nói em. Dạ là chị thấy như thế này nè tiên nữ. Em là con gái, tết nhất á là phải ở nhà lo toan cho gia đình. Con gái là phải cung dung ngôn hạnh nghe em. Đi xa không có ai săn sóc, vậy chị thấy không có tiện. Thôi ta cứ quyết định như vậy đi ha. Dạ thanh kiều hoàng hậu. Tiên nữ. Dạ. Nói với người Tây, nói tiếng Tây, nói với người ta, nói tiếng ta. Tây ta lẫn lộn trẫm nhức đầu quá. Dạ tại vì tiên nữ đang học tiếng Tây cho nên phải tập nói cho nó quen. Dạ thôi sorry. Hoàng thượng à. Trẫm nghe. Thiếp thấy như vậy nghe. Sao Hậu? Lần sau mà hoàng thượng muốn rầy la chư khanh của hoàng thượng đó thì hoàng thượng cứ nhìn thẳng thôi, không cần phải nhìn nghiêng qua nghiêng lại mỏi cổ lắm. Hậu chị hoàng... không có nói em. Dạ thưa hoàng hậu, nếu mà chuyến đi lần này hoàng hậu đừng có lo. Xuống dưới trần gian hoàng hậu cần bao nhiêu em, chỉ cần thằng phone một cái nụp chạy lại. Dạ. Cụi. Cái gu của cụi không hợp với gu của ta. Dạ. Nếu cần ta đã có vợ của các ông thổ địa, các ông táo như thế là đủ rồi nhé. Dạ trước khi lên đường thần xin có một nguyện vọng. Cứ nói. Dạ từ xưa tới nay ở trên đây ai cũng kêu thần bằng thằng cụi. Bây giờ mà phòm Ngọc Hoàng xuống trần gian mà kêu thần cụi nữa là nghe nó khó chịu quá. Dạ mong cái kia bạn gì. Thằng cụi phải rồi mẹ ơi. Dạ. Để trẫm nói. Dạ. Cụi à, nếu trẫm đoán không lầm thì chính người trần gian kêu thằng cụi là thằng cụi. Dạ đúng rồi. Dạ. 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 Dạ
mệt ông quá à. Phải gì? Dạ thằng cụi là lúc mà dưới trần gian là lúc mà trăng trâu cắt cỏ kìa. Dạ còn bây giờ đi theo Ngọc Hoàng Thượng Đế, phò Ngọc Hoàng Thượng Đế mà kêu thằng nữa trời. Thôi được rồi, cụ thể là Khanh muốn gì? Cụi, cụi chưa có hiểu, người ta quen miệng người ta gọi thằng là kêu thằng à. Thằng. Dạ. Thôi được rồi, cụi, cụ thể là Khanh muốn gì? Dạ lần này là xuống dưới thị sát trần gian, là mong bệ hạ phong cho thằng một cái chức gì đó. Ôi. Chức vụ thì quá dễ dàng, nhưng ta e rằng sợ người trần gian khi nhận ra Khanh vẫn gọi là thằng cụi. Dạ không có đâu, dưới trần gian bây giờ họ thích thời lắm. Trời ơi, có chức có quyền là họ kêu liền à, họ khoái lắm. Dạ à, thôi được rồi, bây giờ để cho Khanh tự phong. Thì Khanh phong cho Khanh là chức gì? Dạ phong hả? Dạ bây giờ đi chuyến này đó, chỉ có mình thần đi theo phò tá cho Ngọc Hoàng. Các chư thần đây ở nhà hết trơn, thử mọi công việc là thần ôm hết trơn. Coi như là phong cho thằng một cái chức giống như là quân sư, mà giống như cái chức coi như là trợ lý Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nếu vậy thì phải gọi bằng ông cụi à? Ông cụi nghe nó sướng quá. Sướng quá. Khó nghe ghê á bà nội ha. Dạ ông cụi thì nghe nó tút tùn tùn sao thì thôi thêm vô chữ văn, tức là trợ lý văn cụi. Dạ. Nổ tạ. Tự nhiên lại là văn cụi, văn biêm, văn phong nghe nó dễ nghe chứ văn cụi nghe nó hơi hề. Hề quá. Giữ Khanh. Dạ. Để trẫm nói. Dạ. Cụi. Dạ. Nếu như vậy thì nói tóm lại là Khanh muốn chức gì? Trợ lý văn cụi đó. Dạ. Trợ lý văn cụi. Dạ. Được rồi. Trợ lý văn cụi. Ừ. Thôi cũng vẫn hề. Nhưng mà tôi tạm được. Dạ được, dạ tạm được mà. Dạ. Ờ, hậu được thì trẫm cũng được. Dạ. Kể từ giờ phút này, trẫm phong cho thằng cụi, à không, xin lỗi, ông, à không, ông văn cụi làm trợ lý Ngọc Hoàng Thượng Đế. Dạ, dạ, đa tạ Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ừ. Chúc mừng. Chúc mừng. Ông trợ lý, ông văn cụi. Trợ lý văn cụi. Trợ lý, dạ. Chúc mừng, chúc mừng. Thật, không biết nhục. Nhục mà có chức có quyền, thật. Chữ Khanh. Dạ. Giờ lên đường đã tới. Dạ. Dạ chúc Ngọc Đế Hoàng Hậu và ông trợ lý văn cụi thượng lộ bình an. Nam Tào bắt đầu thiên lôi. Dạ. Ở lại thiên đình, trẫm, Hoàng Hậu và văn cụi trực chỉ trần gian. Alo, thổ địa đó hả? Trời ơi, đóng tiền điện thoại chưa? Sao điện thoại em gọi khó quá vậy? À, bây giờ nè, ra ngay công viên ven sông. À, ngay cái khu đất ven sông đó. À, ra ngay đi, có chuyện quan trọng. Cái gì? Ta là ai hả? Cứ ra liền đi rồi sẽ biết. Quan trọng đó. Ừ, liên quan tới ông đó. Ừ. Đây là thổ địa. Trời,
Thổ địa. Thổ địa làm tướng ma cà tưng chứ. Ai giống thằng cụi quá vậy? Hổng hổng hổng, bỏ cái tay xuống, bỏ cái tay xuống. Tan xương nát thịt bây giờ. Nè, đọc đi. Đọc đi rồi sẽ biết. Dạ. Quan trọng. Công lệnh đặc biệt cấp cho ông Văn Cụi. Ông trợ lý Văn Cụi. Trợ lý Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ủa mà giấy này không biết thiệt hay là giả nữa à? Thiên chết hả? Này là chữ ký của Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Mắt ông cận chưa đuôi sao ông nhìn ông thấy hết trơn à? Nhưng mà nếu giấy này giấy thiệt à, mà cho hỏi nha, sao mà lên chức lẹ quá xuống, vậy? Buông tay xuống. Lẹ lẹ cái gì? Lại đây. Có chuyện hồi hộp lắm. Hả? Hồi hộp lắm. Ta sẽ nói cho ông nghe một tin quan trọng. Trời ơi, quan trọng. Bởi vậy ai cũng vậy hết trơn á. Hãy gặp thổ địa cái nói toàn là chuyện quan trọng à. Rốt cuộc đâu có chuyện gì đâu à, toàn là nhờ mua miếng đất á, coi có nó đẹp không à, giá có rẻ không, rồi làm ơn lo dùng thủ tục giấy tờ cho nó hoàn chỉnh nhanh chóng, vậy cũng quan trọng. Không có đâu. Ta mà gặp ông thì ta hỏi ngay là miếng đất nó là có cái diện quy hoạch giải tỏa gì không. Đó ta biết ngay mà. Không phải. Chuyện này quan trọng hơn nhiều. Ông biết chuyện gì không? Chuyện gì à? Ngọc Hoàng và Hoàng hậu hạ xuống trần gian. Trời, cần gặp ông gấp ngay tại đây. Trời ơi, vậy là quan trọng thiệt rồi. Ngọc Hoàng với lại Hoàng hậu đâu rồi? Đang ngồi ngoài quán cốc, đang uống cà phê. Ngồi quán cốc uống cà phê đây à, không được đâu, long thể bất an à. Nè, đang ngồi ở đâu, ngài chỉ đi, tôi đem xe tới rước về Vinh ngay. Không cần thiết, trời ơi, chuyến đi đi này là chuyến đi thị sát, không cần phải làm ồn ào rùm beng lên, Ngọc Hoàng không có chịu, không có thích, thấy không? Nè, chỗ này có nguy hiểm lắm không? Khu vực này nè. Coi kỹ nha. Có gì là phiền. Nói chung á, khu vực này cũng yên tĩnh, mát mẻ, vắng vẻ được lắm. Nhưng mà cũng có hơi phức tạp à. Phức tạp là sao? Lâu lâu này cũng xuất hiện tệ nạn xã hội. Tệ nạn xã hội? Là móng đỏ, móng đen, nó đeo tùm lum đó hả? À, không sao. Trời có mắt, trời cần nhìn rõ mọi chuyện. Thấy không? Gì vậy? Xin phiền ngài. Đó, ngài quay một vòng coi nè. Múa vậy? Gì vậy? Bộ quần ta gấp sao dòm dữ vậy? Kỳ lạ ghê nha. Hơi tò mò chút xíu nha. Thường thường người ta nói hồi xưa tới giờ đó nhố nhăn lăng quăng y như thằng cụi vậy đó. Bậy. Bỏ chữ thằng đi. Hồi xưa ta nói nhưng mà thật sự được. Đúng như vậy. Nhưng mà thiệt á nha, tự nhiên cái bây giờ cái có một chút xíu chức vụ cái thấy nó khác liền à. Tự nhiên nó là nó quay phong lẫm liệt à. Quay không? Quay. Nói nghe nè, ta mà lên chức nữa ta còn quay dữ được. À chạy. Tao thấy chức tướng luôn. Alo. Dạ, kính mời Ngọc Hoàng và Hoàng hậu gia lâm. Dạ, Ngọc Hoàng và Hoàng hậu vạn tuế. Cẩm miệng lễ. Dạ. Thổ địa đây hả? Dạ. Khỏe không? Dạ, cảm ơn Ngọc Đế. Lúc này bệnh cao máu còn không? Dạ, cũng giảm rồi. Uống thuốc thường nghe. Dạ, tạ ơn. Dạ, mời Ngọc Đế ngồi. Được rồi, cảm ơn Khanh. Dạ. Ta ngồi ở đâu? Dạ, mời ngồi. Hậu, hậu ngồi đây hậu. Cái ghế đẹp quá. Thổ địa nè. Dạ. Từ tình hình thực tế khó khăn của Trần gian, cho nên các táo không về trời tâu sớ theo lễ hàng năm. Nên Trẫm và Hoàng hậu mới thân chinh giáng trần. Trẫm mới bổ nhiệm cái thằng là bệ hạ. Ông Văn Quậy. Xin lỗi, Văn Cụi. Trợ lý Văn Cụi. Ông Văn Cụi thường trú ở Mặt Trăng. Làm trợ lý cho Trẫm. Xuống đây kết hợp cùng với Khanh tổ chức cho Trẫm tiếp xúc từng táo quân để tìm hiểu. Sao Khanh thấy chỗ này được không?
Dạ. Hậu à, này... Hậu thấy được không? Được quá đi chứ, chỗ này ai chọn mà đẹp vậy? Dạ, thần chọn à. Dạ, thần chọn, thần lựa kỹ dạ, lắm. Dạ, trợ lý chọn. Dạ. Trợ lý giỏi quá à. Dạ. Chỗ này đẹp quá bề hạ ơi. Ôi, xa xa có một dãy nhà thủy tạ. Chắc có lẽ là nơi đó dành cho những người nhà giàu thì phải. Dạ muôn tâu không phải à. Đó là cái xóm khu nhà ổ chuột ven sông. Cái xóm nhà lá của dân lao động nghèo đó à. Ôi vậy à. Dạ. Ôi ngộ quá bệ hạ. Sao ở dưới trần cái gì cũng ngược ở trên thiên đình của mình hết á. Sao vậy hậu? Bệ hạ thấy đó, ở trên mình nè sông nước thì màu xanh. Ừ. Tại sao ở đây á sông nước lại là màu đen, giống như là ở trong tranh sơn mài á, đẹp quá đi mất. Hậu à, thì mình lát gạch màu xanh thì đáy nước màu xanh. Ừ. Còn hậu muốn thì này về tẩm che cho thợ lát gạch màu đen thành nước màu đen. Đúng rồi, ý thích như vậy đó. Ừ. Dạ muôn tâu với Ngọc Đế với Hoàng hậu. Khanh cứ nói. Dạ đây nước màu đen ở đây không phải là lót gạch đen, mà đó là những cái nước cống của các nơi chảy ra sông, nó động lại thành bùn sình, nó ô nhiễm thành ra có mùi hôi á. Dạ. Trời đất ơi, vậy sao? Dạ. Ủa sao trẫm đâu có thấy hôi gì đâu, mà trẫm còn thấy thoang thoảng mùi hương thơm đó. Dạ, tại vì Ngọc Hoàng đang đứng kế Hoàng hậu, mà Hoàng hậu đang sức cái mùi nước hoa nó rất là mua đen. Dạ. Thì ra là vậy. Thì ra là vậy. Dạ. Dạ muôn tâu với Ngọc Đế là chẳng hay bây giờ Ngọc Đế với Hoàng hậu muốn cho tất cả các táo về đây để hội tụ để báo cáo lại với Ngọc Đế phải không ạ? À? Đúng rồi, cho đông hết đi Hoàng thượng ơi, đông vậy mới vui. Ý hậu. Dạ, dạ thưa với Ngọc Hoàng và Hoàng hậu. Sao? Đông thì nó vui thiệt, nhưng mà nó giống như là các táo hàng năm lên trời họp với nhau rồi đông vui rồi vỗ tay rồi chúc mừng tiệc tùng rồi nó mệt lắm. Ừ. Và mà theo như năm nay đó là Ngọc Hoàng với Hoàng hậu xuống trần gian thị sát. Ừ. Là cần phải đi thực tế để xem đời sống các táo như thế nào. Ừ. Theo thần là thổ địa nên tìm cách như thế nào để cho Ngọc Hoàng gặp từng táo thôi, để nó thấy được cái thực tế của các táo ha. Ừ. Ý hậu thế nào? Thôi cũng được. Ý ông trợ lý cảm thấy có lý đó. Còn ý hậu thế nào? Thì đó tiếp cũng thấy được đó. Dạ. Dạ muôn tâu với Ngọc Đế với Hoàng hậu, chẳng hay được vị táo nào được hân hạnh tiếp kiến đầu tiên à? Như vậy nghe. Táo đầu tiên mà trẫm muốn gặp á. Dạ. Là táo trong khu nhà lá đó đó. Thấy chưa? Không thấy chưa? Ngọc Hoàng lúc nào cũng quan tâm đến người nghèo hết trơn, thấy không? Dạ, dạ. Thôi bây giờ Khanh hãy điện thoại mời gấp đi. Muôn tâu nhà nghèo không có điện thoại. Trời ơi, cái gì không có điện thoại để mà nói chuyện đó hả? Vậy sao? Ngọc Hoàng biết vậy hả? Thiếp mang xuống mấy cái điện thoại dư của thiếp, 3-4 cái điện thoại cầm tay xài đâu có hết. Trẫm đã nói với Khanh rồi, cứ mô đen mới ra là đổi. Dư điện thoại thấy không? Thiếp xin lỗi, thiếp không biết. Thôi được rồi, Văn Cụi. Dạ. Khanh hãy kết hợp cùng thổ địa vô nhà đó mời táo ra đây gặp trẫm. Thiệp chúc Tết. Mà thôi. Dạ. Nhà nghèo đưa bao lì xì nó thực tế hơn. Dạ đúng rồi. Cả hai đi Hoàng thượng. Đây dạ. Chúc Tết của trẫm. Cái điều này mấy người nghèo ta mừng lắm nha. Thực tế dễ sợ ha. Đây bao lì xì. Dạ. Nói là của trẫm và hậu gửi. Dạ. Ừ. Dạ thôi tuân lệnh ạ. Dạ xin cáo biệt. Đi hướng này không ạ? Ôi. Sao xuống đây hậu thấy thế nào? Có khỏe không? Thiếp thấy thoải mái quá. Ừ. Từ lúc xuống đây đến bây giờ thiếp không thấy bị nhức đầu. Hình như là viêm xoang á, nó giảm bớt rồi. Thiếp hợp với không khí ở dưới trần nè. Bệ hạ. Gì đó Khanh? Hay là bệ hạ nhờ ông Tô Địa mua vài công đất ở dưới đây ở đi. Thiếp thấy con sông này sao mà thiếp cảm tình quá đi mất à. Thôi hậu à, đất ở trên thiên đình là mình dư rồi. Ở dưới này người trần còn không có đất mà ở kìa. Trời thôi, ơi. Họ ngồi xuống đây đi, ngồi nghỉ một chút đi. Trời ơi, thích thích quá. Trời ơi, trời. Trời ơi, trời. Trời ơi, trời. Trời ơi. Trời. Ủa, hậu gọi trẫm hả? Sao mà tiếp gọi bệ hạ, không có chịu thưa gì hết à. Bệ hạ coi kìa. Cái gì? Có người đến. Đâu? Nam, không biết có phải là táo không? Đâu hậu? Đó. Đó. Nếu táo thì phải đội mão cánh chuồng đi hia.
Còn nếu người đời thì không có đi hia đội mão. Nè, gặp người đời đừng có nói mình là người trời, nghe chưa? Ngồi đi. Công nhận giống thiệt, giống y chang à. Hả? Ông anh bà chị là chắc là ở đoàn cải lương phải không? Đang ngồi đây chờ ghe để vô Miệt Trong đó diễn từ thiện phải không? Nhìn mặt là biết liền. Trời ơi, đồ đẹp lộng lẫy quá. Ông anh này chắc là đóng vai Dương Tư Đồ đúng không? À, khoái liền. Còn bà chị này, bà chị này có cặp mắt lẳng lơ, chắc là đóng vai điêu thuyền đúng không? Đó, nói là gật đầu, biết là dân cải lương là không bao giờ mà nói là sợ tối hát không có được. À, ông anh bà chị bây giờ nhìn tôi nè, đó nè, nè nhìn tôi thử coi có thể tôi đóng vai Động Trác được không? Động Trác sao cười À. Sao lại có mụn râu vậy? Thì ngủ bị chuột cạp rồi. Nhưng mà không sao, cái chuyện đó thì dễ dàng thôi. Mình lên sân khấu thì mình phải độn bụng ra, rồi mình gắn râu giả thì nó mới ra vai Động Trác được. Trời ơi, bái phục bái phục. Đẹp ghê ha, chắc phếu à. Mà dài dễ sợ luôn. Cái này là, hỏi nghe nè, râu giả giống râu thiệt quá ha. Râu thiệt? Hả? Râu thiệt? Râu thiệt vậy là tôi hiểu rồi. Chắc chắn ông già này là ba của cô hoặc là ông nội cô đúng không? Chồng. Chồng. Chồng vậy là không phải đào kép ở đoàn cải lương mà là người nước ngoài. Người nước ngoài, người nước ngoài phải không? Hảo hay Du, Du anh, Du em khỏe không? À, qua đây du lịch. À, có chỗ ăn chỗ ở chưa? Hay là về nhà tôi ở đi. Nhưng mà sao kỳ, chưa có chỗ ở không? Mà sao ra đây ngồi chi vậy? Mát thoáng đỡ nhức đầu. À, mát thoáng đỡ nhức đầu. Nhưng mà coi chừng đó nha, đồ đạc phải cẩn thận nha. Ở đây ăn cướp, ăn giật dữ lắm. Đưa đồ tôi giữ giùm cho, bảo đảm hơn. Hả? Hả? Tiền không á? Đúng rồi. Nhưng mà nói nghe nè, ông anh già cái gì mà có cô vợ trẻ, chắc là tỷ phú không? Đó, điệu hồn lắm, giàu có, coi chừng người ta giật á. Ở đây, vừa nói nó xuất hiện liền. Thấy không? Đó, cái thằng đó đó, tôi nghi nó nãy giờ nè. Cái thằng đó, mặt mày nước bơ. Rồi đây đây, thấy không? Bộn trợn không? Ủa, nó rình rình, nó mò mò. Thằng này là chắc chắn ăn cướp rồi. Nó mặc bộ đồ đen nữa. Mà hở là nó giật liền hay nè. Coi chừng đó, coi chừng đó. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, nó giật đồ của thiếp rồi. Cái thằng mặc đồ đen, cả 1 triệu năm rồi ta mới thấy một cái người một râu như nhà mi trả lại đồ cho ta. Bệ hạ, tại sao bệ hạ lại cười? Thiếp bị mất đồ rồi. Nó bơi ngộ quá. Bệ hạ ơi, dầu sôi lửa bỏng, tại sao bệ hạ lại cười? Thiếp mất đồ rồi. Hậu 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 yên tâm, hậu ngồi xuống đây. Hậu ngồi xuống đây bình tĩnh chờ chấm. Alo. Cho trẫm gặp Hạ Bá đi. Trẫm đây. Khánh khỏe không? Trẫm mới xuống khỏe. Bệ hạ ơi, vô vấn đề liền đi mà bệ hạ. Vô. Không, trẫm nói là nói chuyện với hậu mà. Xin lỗi Khanh nghe. Bây giờ trẫm báo cho Khanh vậy nghe. Để cấp dự. Vừa rồi á là trẫm và hoàng hậu ngồi ở một công viên cạnh bờ sông, bị một cái tên mặc đồ đen có một chồng râu đen, nó giật cái túi xách màu đen, nó nhảy xuống một cái dòng sông đen. Như vậy thì Khanh hãy lên phương án truy nã gấp tên đó cho trẫm nghe chưa? Rồi cảm ơn, hẹn gặp lại sau hen.
Hả? Nhưng mà liệu có ăn thua gì không? Đất có thổ công, sông có hà bá mà. Hậu đừng có lo. Dạ. Dạ. Của về đó hả? Dạ có rồi. Dạ. Sao tình hình thế nào? Vô đi, vô đi. Dạ. Dạ, muôn tàu. Ai đó? Dạ con kính chào Ngọc Hoàng. Miễn lễ, mà ai vậy? Dạ con. Con là ai? Dạ con là vợ của Táo ốm sớm nhà lá. Dạ. Thì sao? Dạ. Chồng ngươi đâu mà cử ngươi đi? Dạ bệnh rồi. Bệnh gì? Dạ bệnh đói bụng. Hơ, bệnh đói bụng à? Dạ. Vua bếp mà bị đói làm sao? Dạ là tại vì á là chủ nhà đó không có đỏ lửa, bếp có đỏ sao ăn? Khó hiểu quá. Thổ địa. Dạ. Nhà ngươi đứng xích qua một bên. Quên. Cái gì vậy? Ai vậy? Ai mà mặc bộ đồ xanh lè, cái màu giống như rắn lục vậy? Vợ của Ngọc Đế đó. Nè. Chào đi. Không nhận ra ta ư? Ôi dạ em kính chào chị Hoàng hậu. Dạ tại vì bữa nay xanh quá em nhận không ra. Vợ tao đói đó. Dạ. Sao bây giờ nhìn thê thảm vậy? Mấy năm trước còn được lắm mà. Lúc ta mời mi ăn tân gia đó. Dạ tại vì lúc này đói quá chị Hoàng hậu à. Quá trời đói luôn á. Sao mới buổi sáng là ăn me rồi? Dạ là tại vì đói bụng quá không có gì em ăn đỡ. Tội nghiệp. Mà me này không có phải em mua đâu nha, em không có tiền. Lượm ở ngoài đường á, trên cây nó rớt xuống em lấy một bịch luôn vậy nè. Dạ rồi. Không, trời me chua lắm. Không, ta sợ chua lắm nè. Ngồi xuống đây ta hỏi. Dạ. Hồi nãy nhà mi nói cái gì mà bếp không đỏ lửa, ta không hiểu gì cả. Dạ là vậy. Dạ thưa là hoàng hậu là coi như là bếp không có đỏ lửa, tức là chủ nhà không có nấu cơm. Vậy là chủ nhà chết rồi à? Dạ không phải. Trời ơi, chị hoàng hậu ở trên trời, chị hoàng hậu không hiểu gì hết trơn á. Còn sống nhăn răng là chết đâu mà chết. Sống nhăn răng? Rồi thì sống nhăn răng thì phải nấu nướng mà ăn chứ. Không lẽ là ăn sống ăn xích sao? Chị hoàng hậu thì thiệt là lạc hậu dễ sợ, không biết gì trên đời. Không biết gì trơn á. Nè vợ tao đói. Dạ. Ăn nói cho đàng hoàng, lúc đói đừng ăn. Ha. Dạ dạ. Rồi nói tiếp đi, chẳng nghe rồi. Lỗi. Dạ dạ em xin nói tiếp. Tức là vậy nè, là chủ nhà đó họ không có nấu ăn. Họ mắc đi làm. Cái ông chủ nhà đó là làm cái nghề nghề gì? Nghề gì? Đạp xích lô. Đạp xích lô. Dạ, thành ra đâu có lên có ở đâu thì ăn đại đó. Như vậy thì vợ quán ta phải nấu nướng cho hắn ta ăn chứ. Không có nấu luôn. Bà vợ là bán dây chai, suốt ngày cứ gánh rượu rạo ngoài đường á, coi như là có tiền ăn có tiền thì thôi. Nghe nói gì ta không hiểu gì cả. Nếu như vậy thì phải có con cái. Con cái phải biết tề gia nội trợ. Ta đã dặn mi bao nhiêu lần phải dạy mọi người. Tức quá vậy chị Hậu, không có hiểu gì trơn á. Em nói như vậy nè, là coi như là cái đứa con mà lớn á, là coi như sáng dịnh đói chiều về chơi có đời. Thôi được. Khanh qua đây nói chậm nghe. Dạ, qua đây. Dạ. Rồi á, coi như cái đứa nhỏ đó là coi như là nó sao? Là chậm nghe coi. Nó đâu có cần ăn gì đâu. Còn cái đứa nhỏ nữa là coi như nó bú không cần ăn. Rồi tối cả nhà về là coi như nằm lăn ra mà ngủ. Để tao nói mà. Nói chuyện với Ngọc Đế phải đàng hoàng, cứ vỗ ở nhà bộ quýt ông chồng hoài quen rồi phải không? Con xin lỗi. Dạ thôi để con nói tiếp. Đúng rồi vậy. Coi như là không có ăn uống gì hết, tối lăn ra ngủ. Không có nấu nướng gì hết. Bởi vậy cho nên vợ chồng con đói lắm, không có ăn uống. Chồng con bây giờ là coi như là nói không có nổi. Có mỗi mình con nói thôi à, còn mình con là coi còn hơi sức nói, chứ chồng con là ốm yếu lắm. Bây giờ là phải cứu vợ chồng con, chứ không thôi thì vợ chồng con chết ngay, chết liền tức khắc. Thôi được rồi. Nè, Văn Cụi. Dạ. Ghi chú vào cái trường hợp mà cứu trợ khẩn cấp. Dạ. Xóa đói giảm nghèo nha. Dạ. Dạ bẩm vậy, như vậy thì mình có phải đưa vợ Táo ra họp bình bầu rồi xét duyệt rồi đưa cho các Táo bình bầu không à? Ở dưới này làm sao? Công... Nói nghe nè. Hả? Ủa cái ông này hồi nãy vô nhà tôi đó. Đúng rồi. Ai vậy? Ai vậy? Cụi. Ủa thằng Cụi hả? Ủa Cụi. Mày đó hả Cụi? Trời ơi, sao bữa nay mày mập quá vậy? Trời ơi, bữa nay mày 80kg không? Ông Từ. Ê, 80kg rồi hả? Lúc này mày còn thả cho ông cỏ ngoài đồng nữa không? Mày. Sao mày nhìn ra tao không? Tao nè. Nè, bây giờ khác rồi. Thấy không? Sao? Bây giờ là ông trợ lý của Ngọc Đế đó. Trời hả? Trợ lý. Dạ thưa Ngọc Hoàng. Trời ơi, Cụi nó là chợ á, đừng có tin nó. Nó á là coi như là chợ, là coi như nó sẽ đi chợ rồi nó ăn cắp tiền của Ngọc Hoàng. Nó ăn cho nó mới mập bụng, nó mới bự gì đó. Chứ hồi xưa nó ốm nó không biết mà. Thằng Cụi nó xạo lắm. Thôi được rồi.
Dạ, 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 Muôn Tâu với Ngọc Đế. Dạ, cái thủ tục mà muốn mà được cứu xét trợ cấp như vậy á, là phải làm 4 cái lá đơn. Dạ, và 16 cái chữ ký mới được xét duyệt đó. Trời dữ vậy? Trời, sao mà thủ tục gì phiền hà vậy? Lệnh của ông trời ban xuống vậy là đủ rồi. Dạ, tuy nhiên, đó là luật vua nhưng mà thua lệ làng à. Trời, kể cả lệnh của ổng mà người ta cũng không đồng ý nữa à. Dạ. Ôi cha, cái lệ gì mà kỳ cục quá đi bệ hạ. Kỳ cục quá à. Thôi được rồi, chuyện đó trẫm sẽ giải quyết sau. Còn bây giờ nè. Dạ. Thủ địa. Dạ. Đưa vợ tao đói về nè, về nhà chăm sóc cho chồng đi. Còn nếu mà thấy nặng quá thì đưa vô bệnh viện, vô nước biển nghe. Trời, thôi, trời ơi, vô nước biển chết sao trời, tự nhiên con ta vậy rồi chết nước biển chưa? Không được đâu, thôi con chịu đâu. Này, 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 không có phải đâu. Nước biển ở đây là không phải nước biển ở ngoài kia. Hả? Dạ. Không phải nước mặn mà nuôi cá ngoài đâu. Mà là nước bổ vô người cho nó khỏe vậy mà. Bởi vậy con nói mà. Ta nói... cũng ngạc nhiên ghê. Ở cái khu nhà nghèo đó đó, nếu mà thấy nhà ai nghèo quá thì bỏ đi chỗ khác, kiếm nhà giàu mà ở cho có đồ ăn. Làm sao mà cứ phải bám vô đó hoài vậy hả? Con cũng nói vậy đó. Nói chồng con nó nói mình ơi mình hôn mấy hôm đói quá hơi đi ở chỗ khác ở đi. Thì chồng con nói con đi, tôi ăn ở đâu thì giờ chết ở đó. Chồng nói vậy cái không có chịu đi. Chồng của Miên như vậy là không thức thời. Hồi đó khi mà yêu táo đói là ta đã dặn rồi, đừng có mê đẹp trai, phải lấy những người nào thương mình á, đừng có lấy cái người mình thương. Ghen không là đã mệt rồi. Giống như ta đây nè, Ngọc Hoàng chiều ta lắm. Dạ con thích trẻ à, Ngọc Hoàng già quá à. Tạm thường. Thôi được rồi, được rồi. Này thổ địa. Dạ. Bây giờ khanh hãy bố trí cho chậm gặp một táo mà táo được rồi, trong cái ngôi nhà cao cao đó đó. Dạ. Mời táo ra đây gặp trẫm. Dạ, cái ngôi nhà giàu đó đó. Khanh thấy sao? Dạ, Muôn Tâu, Ngọc Đế, dạ, thần không dám à. Tại sao khanh không dám? Dạ. Hình như là khanh với chủ nhà đã xích mích cái gì phải không? Dạ, Muôn Tâu, Ngọc Đế hỏi con không dám giấu. Nói. Dạ, cái chủ nhà đó đó là mua đất, cái đó là đất bất hợp pháp. Ừ. Dạ, vì đất đó là đất công, dự kiến là làm công viên gian xong. Ừ. Mụ chủ nhà mới muốn thần làm phép biến đất công thành đất tư, thần đâu có dám. Đó vậy đó mà Ngọc Đế biết không, bả chạy chọt như thế nào không biết, mà đất đó bây giờ là bả làm chủ rồi, lại là xây một căn nhà biệt thự như vậy đó, uy nghi sang trọng như vậy đó, mà làm xong rồi còn lên mặt với thần nữa chứ. Ừ. Dạ, Muôn Tâu với Ngọc Đế, mấy lần thần tới nhà gõ cửa đó, bả ấy sai bảo vệ đóng cổng lại rồi còn xua chúa chó ra cắn thần. Rồi mấy lần Ngọc Đế biết không, cắt cái nhà đó đó là cho búa mái đóng, đóng ngày đóng đêm. Bà dư biết rằng thần đang ở dưới mặt đất á, mà đông như vậy bây giờ thần mắc bệnh kinh niên, bị đau đầu dữ lắm vậy. Thôi, vậy là bị viêm xoang rồi. Được rồi, trẫm thông cảm với khanh. Dạ. Nhưng như vậy là căn nhà đã có vấn đề. Dạ. Ba chủ nhà đã có vấn đề. Trẫm muốn gặp táo quân trong nhà đó để tìm hiểu. Dạ. Dạ, nếu mà thổ địa ngại không đi thôi, để cho thần đi. Được dạ. Không? Dạ được, cỡ sao quả sao kim thần còn hò tới, không chi là cái nhà đó. Rồi, trẫm duyệt. Dạ, khanh và thổ địa đi đi. Dạ, xin cáo biệt. Ừ. Thôi được rồi, khanh hãy về lo cho chồng đi. Dạ. Hậu à. Dạ. Đưa thêm bao lì xì cho vợ táo ốm đi. Dạ, con dắt lên. Ủa, bị giật hết rồi hả? Bị giật nguyên trong cái bóp đó rồi. Trời ơi trời, sao mà con xui dữ vậy trời, có ly bao lì xì mà cũng mất nữa trời. Thôi được rồi, ta sẽ đền bù lại cho sao, lên trển ta gửi xuống cho. Dạ. Gửi cả thuốc thang nữa. Dạ con cảm ơn bà Hậu. Đàn bà con gái đi ra đường ăn mặc cho nó lành lặn một chút, sao mà rắc rưới quá vậy nè. Trời ơi, ăn không có lấy đâu mặc hả chị Hoàng Hậu. Thôi chút xíu nó điện thoại cầm tay cho ta, ta dắt đi mua đồ. Dạ có. Em đâu có điện thoại cầm tay, em có quạt cầm tay không à. Trời, cái quạt cũng rắc rưới dữ vậy. Thôi được rồi, tí nữa xong rồi ta dắt đi mua đồ nghe chưa. Vậy hả? Ừ. Chị Hoàng Hậu dắt em mua đồ á. Trời ơi, em cảm ơn chị Hoàng Hậu nhiều lắm. Dạ thôi em xin phép em đi về. Dạ là chị chồng. Dạ. Con về. Về đi. Em nói nghe này nè. Mày mốt á, mà chị Hoàng Hậu mặc cái bộ đồ này hết màu đen rồi cởi xuống trần cho em nha. Em thích cái màu này lắm, màu xanh ghê vậy đó. Cái này đến nha, cái này đâu bán trời luôn. Được rồi, ta hứa. Dạ. Ta hứa. Em cảm ơn chị Hoàng Hậu, còn tốt bụng ghê vậy em. Thôi về đi nha. Về, thôi về. Dạ. Thiệt các bà có cái khiếu sinh đồ ghê. Dạ, thích quá à. À, thiệt là tội nghiệp quá.
Mới có một chút đó thôi mà bao nhiêu chuyện xảy ra. Thôi, thư giãn một chút đi Hậu ơi. À Hậu ơi, Hậu lấy cho Trẫm cái cục xăm, Trẫm ngậm cho nó lấy lại sức coi. Mất rồi, hồi nãy ở trong cái bóp nó giật luôn rồi. Vậy sao? Trời đất ơi, nãy giờ Trẫm quên nữa chứ. Lo giải quyết công chuyện cát táo mà quên cái chuyện cái thằng ăn cướp. Được rồi, để Trẫm gọi cho Hà Bá coi. Alo, Hà Bá đó hả? Sao, Khánh đã bắt được chưa? À được rồi hả, giải vào đây cho Trẫm. Dạ, tới rồi. Ờ, Hà Bá. À, chào Ngọc Quan. Khỏe không? Chào Hoàng Hậu. Lúc này mặt mày sao mà dị ứng dữ vậy? À, dạ, tại nước sông nó ô nhiễm quá. Vậy hả, bắt được chưa? Dạ rồi. Giải vào đây cho Trẫm. Dạ. Vô đây này. Dạ trăm lạy Ngọc Hoàng Thượng Đế. Dạ cô có tội. Dạ xin Ngọc Hoàng Thượng Đế tha tội cho con. Dạ lúc nãy con tưởng đâu là ông người tỷ phú ở nước ngoài cho nên con mới giật đồ. Chứ con biết là Ngọc Hoàng Thượng Đế thì cho dù cục vàng to bằng cái núi con cũng không dám giật à. Đưa ngay cái bóp lại cho ta. Dạ đây. Thưa đây Hoàng Hậu. Trời ơi, chỉ còn lại giấy tờ thôi. Dạ. Hết rồi. Dạ, 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 dạ thưa Hoàng Hậu. Dạ, lúc nãy con giật cái bóp á. Dạ, con chưa có đụng vô trong cái bóp. Con không có biết trong đó có được cái gì, con không biết. Nào, tên kia. Dạ. Trả lời cho ta biết. Bảy cái dòng xi măng của Hoàng Hậu ta đâu? Đâu mày? Dạ, con đâu có biết đâu. Không biết hả mày? Dạ, đâu có. Không biết thì cho mày biết. Dạ, 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 đây, đó, mày vậy chứ. Gian dối quen thôi. Tiền bạc của Hoàng Hậu đâu? Dạ, con không có lấy cái tiền ạ. À, gian dối đó hả mày? Đừng có bấm, đừng có bấm. Dạ, giỡn mặt Hà Bá hả mày? Dạ, dạ, tiền đây ạ. Cục xăm của Trẫm đâu? Dạ, dạ, cục xăm, dạ, thần lỡ nuốt trong bụng mà. Mày nuốt hả? Thôi, giọng cho mày ra. Thôi, thôi, nó nuốt rồi làm sao bệ hạ ta dùng được. Ủa, mà sao bệ hạ biết là ở trong bóp thiếp có những thứ này vậy? Trời mà cái gì không biết. Bữa hổm Trẫm có coi sơ qua. Bệ hạ lúc nào cũng kiểm tra bóp của thiếp hết à. Thôi xin lỗi Hậu nghe, để Trẫm làm việc. Tên kia. Dạ. Nhà ngươi đi ăn cướp từ bao lâu rồi? Dạ. Nói. Dạ 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 dạ. Thần biết là thần không thể nào mà qua mắt được trời. Cho nên thần khai xin khai thiệt là thần không phải ăn cướp, mà là thần là táo quân. Táo quân hả? Thượng, táo quân mà đi ăn cướp. Ngươi là táo quân? Dạ. À, Hậu ơi, Trẫm hiểu rồi. Có lẽ ngươi ở trong một cái nhà bếp không đỏ lửa, thành ra không có thức ăn, ngươi đói chứ gì, phải không? Dạ, dạ, không phải đâu bệ hạ. Dạ, bếp nhà thần thì quanh năm đỏ lửa, nhưng mà chủ nhà không nấu đồ ăn, không nấu cơm, mà toàn là nấu thứ khác. Nấu cái gì? Thuốc phiện. Nấu thuốc phiện à? Dạ. Nói vậy ngươi là ở chung cái bọn mà buôn lậu ma túy phải không? Dạ, đúng ạ. Dạ, bếp nhà thần chuyên môn là nấu thuốc phiện. Cho nên thần phải hít thuốc phiện. Mà cái thứ này kỳ lắm, càng hít nó càng ghiền. Dạ, mà mới đây á thì chủ nhà bị bắt hết rồi. Cho nên thần không có thuốc phiện để hít. Dạ, đâm ra là thần phải đi làm liều, đi ăn cướp, ăn giật. Dạ, lúc nãy thần ghiền quá. Thần thấy cục xăm, thần tưởng đâu là cục thuốc phiện, cho nên thần nuốt vô bụng. Lúc đó là bị Hà Bá bắt. Và thần là người có tội, và mong Ngọc Hoàng Thượng Đế tha tội chết. Hết sức nói. Thôi được rồi Hà Bá. Dạ. Bây giờ Trẫm phải chuẩn bị đón tiếp các táo khác. Dạ. Giao cái tên táo biến chất này cho Khanh. Dạ. Giữ đó, Trẫm sẽ giải quyết sau. Tuân lệnh. Đi đây. Táo đến đông đủ quá kìa. Dạ. Trời ơi, vào đây. Dạ đây. Dạ có mà. Trời ơi, Gia Ngọc Hoàng ơi. Trời ơi. Táo nào đây? Dạ hai vợ chồng táo ở trong cái nhà mà nãy Ngọc Hoàng cho con chạy lại con bắt á. Ở trong ngôi nhà giàu đó đó. Dạ. Này Khanh nè. Thằng là táo ở nhà giàu đó. Nó chào bệ hạ với Hoàng hậu. Nói to lên, ta không nghe rõ. Nó hơi yếu lắm, hơi yếu lắm. Khanh ơi,
sao mặt mày khanh bên trắng bên đen kỳ vậy? Đói bệ hạ ơi, đói quá uống nước trừ cơm, cho nên nước nó thâm nhập vô trong máu, nó làm loạn máu trắng bốc, cho nên nó hiện một cái bệt trắng như vậy. Còn cái bên đen là cái cặn bã của máu đó, nó dồn lại đó bệ hạ ơi. Tội nghiệp quá. Còn ngươi, ngươi là táo gì? Dạ, ăn mặc đẹp đẽ như vậy mà sao đôi mắt của khanh quá buồn vậy khanh? Dạ bệ hạ ơi, thật là táo lò điện đó bệ hạ. Táo lò điện? À đúng rồi, dây dạ, điện. Dạ. Cái này chắc là táo lò điện nè. Dạ đúng đó. Có thể ơi. Như vậy đó. Mà bệ hạ ơi, thân cũng đói nữa đó bệ hạ. Sao mà đói? Nói rồi chứ. Sao nói, trẫm nghe coi. Khi thiếu điện á, khi thiếu điện nó dẹp thằng vô bếp lý do là hao điện không có xài được. Khi dư điện á thì chừng đèn kết qua. Trời ơi, còn sao đánh lạnh nó không thường, sao đánh lạnh nó. Em. Dạ. Qua đây trình với ta được rồi. Dạ. Cái gì hoàng hậu biết không? Không có đem thằng ra xài, để lâu ngày á, nhốt thằng vô cái kho, chê thằng là đồ lỗi thời. Làm cho thằng nè, nói chị hoàng hậu coi nên tóc mà. Nói dây điện hư hết trơn rồi đó chị hoàng hậu ơi. Mà còn hâm dọa với thần nữa là chủ thần nói là sau này nè đem thần đi bắn về chay. Hoàng hậu ơi chết thần rồi, hoàng hậu phải cứu thần, hoàng hậu phải cứu thần. Ta hiểu thôi, em đừng khóc nữa. Khóc chứ làm hoa heo, hoang rỉ thêm thôi em à. Được rồi, ta hứa bệ hạ sẽ có phương thức để mà cứu gỡ cho ngươi. Thôi được rồi, trẫm sẽ giải quyết sau. Để trẫm gọi. Alo. Thổ địa đó hả? Ngay bây giờ khanh hãy triệu tập gấp cho trẫm những cái táo mà ở nhà giàu, nhà bếp lúc nào cũng đỏ lửa đến gặp trẫm gấp nghe chưa? Rồi, vô liền hả? Muôn tâu ngọc đế, muôn tâu ngọc đế. Sao? Dạ, thần triệu hồi hai táo nhà giàu về đây bái kiến ngọc đế. Dạ, con là táo mập, xin ra mắt Ngọc Hoàng và Hoàng hậu à. Nghiễm lễ. Dạ, con là táo rớt, xin ra mắt Ngọc Hoàng. Nghiễm lễ cho hai khanh. Sao ở nhà giàu ăn nhiều lắm phải không? Thành ra ngươi mập quá. Dạ. Giá mà con ao ước đừng được ăn gì á thì đỡ quá. Vì ăn nhiều quá bây giờ con á. Dạ, xin phép cho con thở một chút. Táo này bự con nhưng mà xem ra yếu. Nói có một câu thở nhiều quá. Chắc là bị tăng xong. Dạ, đúng á. Tăng xong bệnh của con á. Ôi, ham ăn, ham uống quá cho nên nó mới vậy chứ gì. Đâu có đâu, quen cũng lắm hoàng hậu ơi, quen luôn mà. Đừng khóc, cứ nói cho trẫm nghe coi. Nấm, đàn ông con trai mà chứng rắn lên. Nói chuyện khóc mướt giống như trái bí đỏ à. Nói đi khanh. Dạ, con nói cho Ngọc Hoàng nghe. Từ khi mà con lọt được vô nhà giàu, cứ biết quanh năm đỏ lửa, thì bạn bè dèm pha nói con là chuột xa hũ gạo. Nhưng nó đâu có biết rằng phú quý thì sinh lễ nghĩa. Hết á, tiệc tùng cho chồng là sinh nhật chồng, tới sinh nhật vợ, sinh nhật con ruột, con rể, con dâu rồi cháu ngoại, cháu nội. Nó nói đánh lộn xong á, rồi đề quề á, giải quà cũng đầm tiệc, đi mua được cái xe mới cũng đầm tiệc, thậm chí á, sơn cái cửa mà cái thôi họ cũng lộ chiếc đầm tiệc nữa. Nó nói biết con tối ngày đỏ lửa nghe, đồ ăn đủ đóng dư lên nè. Con không có kịp thở, mắt con thích hoài à. Đến nỗi bây giờ thân con nè, nó phổi con á, nó có 3 lít khói á. Máu con hả, có 4 lít mỡ. Ôi, còn gan con giờ có 5 lít nước. Con bệnh hoạn rồi, tóc con mặt con nổi luôn nè, con khổ quá. Thôi. Con nín rồi. Không phải nó khóc, dạ con khóc nữa. Sao Khanh khóc? Dạ, Khanh cũng là táo ở nhà giàu, sao rách cưới như vậy? Dạ, lửa đỏ quanh năm mà đâu có nấu cơm đâu. Vậy chứ nấu cái gì? Nấu toàn nước sôi không hả? Nước sôi để làm gì? Dạ, nấu nước sôi để nó hấp khăn. Chủ nhà ngươi làm nghề gì? Dạ, bán bia ôm nên vậy nấu nước sôi hấp khăn á. Hấp khăn à? Dạ. Hấp khăn là sao? Thiếp không có hiểu. Dạ, bẩm với hoàng hậu, tại hoàng hậu biết chứ bây giờ á, tức là bia ôm đó. Bia ôm mà khách mà vô uống bia ôm á, đầu tiên á, là người ta cho khách là một cái khăn lạnh để lau cho nó mát mẻ, uống bia cho nó ngọt. Rồi sau nó uống mà sương sương nó đã rồi thì mấy em nó mới phát cái khăn nữa mà khăn nóng.
rồi lao cho nó tỉnh táo để uống cho thêm cho chút xíu nữa, tới chừng uống đã nữa mà sư sư lên là cái đó, mà nếu mà muốn đó là tới cái khoảng tết luôn à. Dạ tới cái thôi, khoảng tết. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Thật là kinh khủng, là trị lạc quá, không thể chấp nhận được. Nãy giờ trẫm và hoàng hậu toàn chứng kiến những cái tông buồn của đời các táo. Buồn lắm mẹ ơi. Trẫm hiểu rồi. Thổ địa. Dạ. Chẳng lẽ không có một táo nào sáng sủa hơn sao? Dạ muôn tâu với Ngọc Hoàng và hoàng hậu, thần chủ định là sẽ sắp xếp cho Ngọc Hoàng tiếp xúc với các táo quân. Là hôm nay Ngọc Hoàng cũng sẽ tiếp xúc được giục một táo tiêu biểu cho thế hệ hôm nay, ngày mai và thế kỷ 21. Thôi đừng có nói xa xôi nữa. Dạ. Táo nào Khánh nói cụ thể cho trẫm nghe. Dạ muôn tâu, đó là táo ga. Dạ thần là táo lò ga, vợ thần là Bình Ga. Sinh ra mắt Ngọc Hoàng và hoàng hậu, cùng các bác, các chú, các anh, các chị và các bạn táo đồng nghiệp. Trời ơi, vậy đậu hết ha. Nghe trắng đỏ dễ thương quá đi, thật là xứng đôi vừa lứa. Bệ hạ ơi, nhìn họ đáng yêu chưa kìa. Ủa, lúc nào cũng cặp tay nhau như vậy hết hả? Ôi dạ. Thật là biểu tượng của tình yêu. Dạ thưa hoàng hậu. Kìa Khánh, trẫm đang làm việc. Dạ thưa hoàng hậu. À, vô tới đây rồi bỏ tay ra đi. Dạ không được, cái này khi nào hết ga mới bỏ ra được. Hả? Có nghĩa là phải thay ga? Dạ. Ôi, như thế là thay vợ luôn sao? Dạ không, thay ga thôi chứ cái bình vẫn giữ. Dạ muôn tâu với hoàng hậu và ngọc đế. Dạ bình ga và đi đôi với bếp ga, như vậy nó mới có lửa. Dạ. Tốt. Dạ thưa hoàng thượng, dạ vợ chồng thần á không phải là số đông. Ở trần gian á cũng có khá nhiều loại táo như vợ chồng hạ thần. Xứ này đã có dầu, có ga, nhà nào kha khá có thể mua được một cặp như hai vợ chồng thần đây. Hết tiện. Dạ. Vừa tiết kiệm nè, vừa sạch nữa, lại mau chín nữa, phải không mình? Tốt, hay lắm. Các tao rách tao đói, các khanh đừng có ghen tị với tao ga. Như vậy là tốt. Đây nè, đây mới là hình ảnh của các táo tương lai nè. Dạ, dạ bổng Ngọc Hoàng và hoàng hậu, năm cũ sắp qua, năm mới sắp tới, sẵn có mặt gần như đông đủ tất cả các táo. Dạ kính Ngọc Hoàng và hoàng hậu ban thưởng à. Chư Khanh. Dạ. Ngày cuối năm này trẫm và hoàng hậu cùng trợ lý Văn Cụi đã thực hiện một chuyến đi thật là bổ ích. Chuyến đi thị sát đã kéo trẫm lại gần với các chư Khanh hơn. Lâu nay các táo báo cáo về trời toàn là những điều tốt đẹp. Trẫm quan liêu nên tin vào những điều tốt đẹp đó. Hôm nay có đi thực tế mới thấy rằng chủ thì không ai đói, mà các táo nhiều người còn đói. Trẫm xin hứa sang năm mới trẫm sẽ có biện pháp cải thiện đời sống, để cho nhà nhà được an khang, cho xã hội công bằng và thịnh vượng. Và không những chỉ có tất cả gia đình người dân sống tốt hơn, mà các táo cũng được sống tốt hơn. Đa tạ Ngọc Hoàng. Hậu ơi. Dạ. Nhân dịp gặp các táo, hậu hãy lì xì cho các táo lấy hên đi. Dạ, đội ơn đội đế hoàng hậu nương nương. Thưa bệ hạ, thiếp thấy ở đây vui quá. Năm nay Tết rất là vui. Hay là chúng ta cùng ở đây vui xuân với các táo? Dạ, hay, có được không bệ hạ? Hay quá. Ở đây chơi, chơi dạ. Vui mà, đi chơi vui. Xin mời, xin mời.